Xin chào tất cả anh em đã quay trở lại với Phạm Văn Thu. Hôm nay mình sẽ giới thiệu anh em về cái gioăng cao su ở cổ hút của con Ford Transit nhé. Như thông thường ấy thì như trước đây thì anh em mình nếu mà hỏng cái gioăng này ấy, thì nó sẽ gây ra cái hiện tượng là bị kêu, bị ù xe, và xe rất là hiện tượng rất là yếu, bởi vì cái gió, tỷ lệ gió vào động cơ nó sẽ không được cao, nó không được đạt chuẩn. Thế nhưng mà hôm nay mình sẽ giới thiệu anh em mình về cái gioăng này. Thì bây giờ đã có hàng thay thế rồi, tức là không phải mua cả cái cổ hút nữa như thông thường trước, là cả cổ hút này như này, anh em mình sẽ phải mua cả cái cổ hút này. Nhưng bây giờ thì sẽ không phải mua nữa mà thay thế bởi nó, và sẽ có những cái gioăng đi như thế này. Gioăng này thì hàng khá là ngon anh em ạ, hàng ok đấy. Một túi, một bộ của nó sẽ bao gồm 8 cái nhé, 1 2 3 4 5 6 7 8. Anh em nếu mà có nhu cầu mua lẻ cũng được thì mình vẫn bán lẻ, tuy nhiên là để mà đảm bảo ngon ấy, thì bởi vì như là một cái nó đã bị yếu rồi thì những cái kia thì nó cũng gần hỏng rồi, thì nó cái này cũng chả đáng bao nhiêu cả đâu. Anh em mình thay một bộ cả 8 cái nhé. Đấy, gioăng cổ hút này, vị trí gắn vào đây, vị trí gắn là trực tiếp lên trên này. Để review cho anh em này, là nó cũng chả có cái gì, chả có mã mùng gì ấy, lên hình là nó hơi màu trắng trắng anh em ạ, nhưng mà thực tế ở ngoài đấy màu hơi màu xanh xanh. Đây là do cái chế độ chỉnh của mình, để xem là mình chỉnh lại cái em. Đây là phóng to thu nhỏ. Thực tế ngoài màu nó sẽ hơi màu xanh xanh nhé. Đấy, anh em mà nếu mà có nhu cầu liên hệ với mình qua số 0949 53889 hoặc là 0908 468 226, số like cửa hàng. Đấy, một bộ nó đóng trong túi nhé. Truy cập web mình bên phía này để tìm hiểu thêm về sản phẩm, hoặc đặt hàng trên Lazada hoặc trên Shopee. Đăng ký kênh mình bên phía này để cập nhật tất cả những video mới nhất về giới thiệu về ngành hàng hóa phụ tùng ô tô, cách phân biệt hàng xịn hàng thường. Phạm Văn Thu, phân biệt thật giả, hung đúc niềm tin, chúc em ở Thái. Hẹn gặp lại anh em video lần sau. Xin chào và hẹn gặp lại.